Thiên nhãn trí. Có nhiều kiếp sống khác nhau, thiên đường, địa ngục, thấp cao muôn ngàn. Trong kinh Đức Phật truyền ban, nhờ thiên nhãn thấy muôn ngàn chúng sinh. Với tâm nhu nhuyễn, tịnh minh, công phu thiền định, tự mình chứng tri. Hướng tâm đến chúng sinh gì? Xét xem quá khứ nghiệp xì tạo ra tùy theo nghiệp lực đó mà tái sinh dưới thấp hoặc là trên cao tâm lành thì tạo nghiệp lành nghiệp lành cho quả cõi lành tái sinh ác tâm thì tạo lỗi lầm sinh vào cõi ác thân tâm khổ sầu hành thiền tâm định thâm sâu tuệ tri các cõi khổ sầu an vui đều do nghiệp lực chín mùi vào giờ cận tử chết rồi tái sinh đoạn trừ nghi hoặc nơi mình tấn tu giải thoát tự sinh luân hồi túc mạng trí có nhiều đời sống đã qua mà nay quên hết thành ra mơ màng trong kinh Phật thuyết rõ ràng, với tâm định tĩnh, dễ dàng thấy ra. Bao nhiêu kiếp sống đã qua, theo dòng nghiệp lực để mà tái sinh. Nghiệp lành sinh ở cõi lành, nhân sang thiên giới, nghiệp lành tuệ tri. Tham lam sân hận ngu si, tạo ra nghiệp ác, dẫn đi đọa đầy. Súc sinh địa ngục khổ thay Gieo nhân đời trước Đời này chịu thôi Đó là sự thật luân hồi Tu tâm cho sớm Để rồi thoát ra Thực hành sáu pháp Phật Đà Tu tâm giác ngộ Vượt qua luân hồi